Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em về một cái tài khoản ở Vương quốc 277. Tuy nhiên, video ngày hôm nay sẽ có khá là nhiều điều đặc biệt ở trong cái video này. Trước mắt thì trong video ngày hôm nay thì sẽ được xem về một cái tài khoản cũng mới chơi rồi anh em ạ. Nhưng mà đạt cái mốc VIP đó là VIP 18. Nhân dịp 365 ngày chơi game của chủ ạ thì mình rất là may mắn được vào trong cái tài khoản để review cho anh em xem. Thêm một cái nữa là trong cái tháng 3 này thì có rất là nhiều thành viên ở trong Liên Minh có cái sinh nhật vào tháng 3. Rất là đặc biệt đúng không anh em? Thêm một cái nữa là mình nghe chủ ạ có chia sẻ là sinh nhật thì có cả ba hoa khôi clan nữa. Ba hoa khôi của clan là ai? Thì anh em sẽ biết sớm thôi. Chắc chắn là sẽ sớm hứa với anh em như thế nếu như anh em theo dõi trên kênh YouTube của mình. Và thêm một cái nữa thì Kingdom cũng đang tuyển một số người chơi có khả năng mua power up, gọi là có thể gọi cho nó dễ hiểu là mini boss. Thì anh em cũng có thể liên hệ với tài khoản mình đang review hoặc bất kể R4 nào trên màn hình, nhìn dàn R4 cực kỳ uy tín đúng không anh em? Cực kỳ là đồng nhất và cực kỳ là uy tín. Thì anh em có thể liên hệ để về để chơi KVK chinh phạt nhé anh em. Rồi còn bây giờ thì mời anh em cùng vào video và xem cùng mình về Vương quốc cũng như là về cái tài khoản mà đang giữ mốc VIP 18 với số ngày đăng nhập cực kỳ đẹp, đó chính là 365 ngày. Đây cũng chính là ngày sinh nhật của chủ ạc luôn. Cũng nhân tiện trong video ngày hôm nay thì mình cũng chúc mừng sinh nhật của chủ ạc cũng như là chúc mừng sinh nhật của tất cả các thành viên đang ở trong Vương quốc 277 luôn nha. Cảm ơn anh em đã hỗ trợ mình làm video ngày hôm nay cũng như là ủng hộ mình hết sức là nhiệt tình rồi. Rồi bây giờ trước mắt thì anh em mình sẽ giới thiệu sơ một chút, xem một chút về clan nhé. Hiện tại thì quà liên minh cấp 25 thì chủ quà cũng có chia sẻ với mình ở giai đoạn KVK2 thì cũng có đổi clan. Chính vì vậy là mặc dù là nạp cũng tương đối nhưng mà quà clan nó chưa lên được những cái cấp cao hơn. Đó cũng là một cái chia sẻ nhỏ nhỏ như vậy để cho anh em tham khảo thêm. Về thành viên, ở đây anh em thấy được là nguyên cái dàn R4 để một cái khung hình đại diện cực, phải gọi là rất là đồng nhất. Cái gì mà đồng nhất thì nó cũng cũng tem quật hơn đúng không anh em, nó sẽ uy tín hơn hiển nhiên đúng không anh em. Đây cực kỳ đồng nhất luôn, và dàn R4 thì anh em có thể thấy được là trên 100 M bao và thậm chí có tới 231 M bao, quá kinh khủng anh em ạ. 277 nhé anh em. Còn đây là R3 và R2, mình cũng đang để ý xem hoa khôi clan là đâu, nhưng mà chắc là để sau thôi anh em ạ. Để sau là mình, trước sau là mình cũng sẽ soi cho anh em thôi, thánh soi mà. Rồi xem một chút ở trên đây thì nó sẽ chính xác hơn, nó sẽ có một số thông tin cụ thể hơn về sức mạnh liên minh. Một clan đầu là 10 tỷ và clan thứ hai là 6 tỷ nhé anh em, hai clan. Sức mạnh cá nhân và cái bầu hiện tại cao nhất là 231 triệu sức mạnh. Wow, rất là nhiều người chơi có mốc sức mạnh 100M. Ở đây mình thấy có tới 13, 14 người chơi nè. 100M bao nhé. Kỹ năng cá nhân. Wow, 7 tỷ 9 kill. Gần 8 tỷ kill rồi anh em ạ. Kill cao quá. Kỹ năng cá nhân, kỹ năng liên minh 156 tỷ. Cực cao đúng không anh em? Cực kỳ cao. Rồi, còn bây giờ thì anh em mình sẽ xem chi tiết về cái tài khoản mình đang review nha. 365 ngày chơi game, một con số cực kỳ đẹp, vừa đủ đúng một năm chơi game Ra Up Kingdom, đạt được cái mốc VIP 18. Thế mà rất là nhiều anh em cứ đưa ạc cho mình review thì cứ bảo là em FHB em không nạp ngàn nào, không nạp ngàn nào làm sao lên VIP 18 đúng không anh em? Tuy nhiên là cái đó là cũng chỉ là anh em đùa vui thế thôi. Chứ còn anh em mình xem sơ ạc thì anh em mình cũng sẽ thấy ngay nạp hay không nạp thôi. Mức sức mạnh lên tới 150 triệu sức mạnh và điểm tiêu diệt là 1 tỷ 2, đang sử dụng nền văn minh La Mã. La Mã thì mình nghĩ cũng khá là tốt. Ui, chết 8 triệu, đào tài nguyên có 2 tỷ 4 thôi, hỗ trợ tài nguyên 2 tỷ 2. Khét thật sự. 152 triệu sức mạnh thì anh em sẽ có tổng số lính là bao nhiêu đây? 9 triệu 8 lính. Wow.
Chơi game 4 năm mà không nạp, mình vẫn chưa bao giờ vượt qua được cái mốc là 4 triệu lính anh em ạ. Chưa bao giờ vượt qua được cái mốc 4 triệu lính trong cái đây. Người ta mới chơi 1 năm, người ta 9 triệu 8, gần 10 triệu lính. Một con số lính cực kỳ khủng khiếp luôn anh em. Và ở đây thì anh em có thể thấy được là lính bộ và lính công. Và ở đây thì anh em có thể thấy được là lính bộ và lính cậy vượt trội hơn hẳn về 3 triệu 7 bộ và 3 triệu 5 cậy và 1 triệu 9, gần 2 triệu lính công. Xe hầu như là rất là ít luôn. Hiện tại đang giữ mũ vua nhé anh em. À, anh em mình sẽ xem một chút về hình ảnh xem nào. Wow, để dàn farm cực kỳ uy tín. VIP 18. Quỳnh Vũ 1. À, trời ơi, mới 365 ngày mà nhìn ghi giá man 1.000. Cưng dễ sợ. Rồi, nên mình sẽ xem thử xem nào. Bao nhiêu cái skin nhà thiên đỉnh đây? Hoa sen ngẩn giật, với cái tầm mà VIP 18 này cái nhà này không ý nghĩa gì hết. Ở đây có một cái nhà tấn công bộ binh là nhà huyền thoại nhá anh em. Tấn công bộ binh 15%. Chủ bạn có chia sẻ là đua xịt nhà thiên đỉnh. Ở đây mình thấy có nhà thiên đỉnh cậy 15% nè, 30 ngày. Nghe bảo cụm này đua gắt quá, đua tầm hai mấy 30m mà vẫn bị xịt anh em ạ. Kinh dị. Cụm này đua dã man thật. Rồi, hiện tại thì đua chỉ có một cái nhà thiên đỉnh bộ binh thôi anh em ạ. Còn đây là bị trượt mất rồi. Đua nhưng mà bị trượt. Rồi, red ngoài hiện tại mình đang thấy là 4B2 ngô, 2B7 gỗ, 2B8 đá và 4B vàng. VIP này, mới 365 ngày mà VIP dư một cục. Nhìn hết muốn nói luôn đúng không anh em? Tăng tốc. Đua trượt khá là nhiều thiên đỉnh, chính vì vậy là tăng tốc gần như là héo rồi anh em ạ. Rồi, anh em mình xem trang bị gì thử xem nào. 365 ngày. Đây cũng dạng bóp bự rồi. Không phải bóp thường rồi anh em ạ. À, 5 nè, 9 nè, 13 nè, 17 nè, 18, 19, 20. 20 món trang bị cam. Trong khi đó mới có 1 năm chơi game thôi. Và ở đây anh em thấy được có rất nhiều món có tài năng đặc biệt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 20 món trang bị cam mà tới 12 món có tài năng đặc biệt là anh em biết đầu tư vào chỗ kia nó thực sự rất là khủng khiếp nha anh em. Bởi vì mỗi một món như thế này nếu như anh em đập không nổ tài năng đặc biệt thì có xác suất anh em phải đập tới 3 hoặc 4 lần. 25, 50, 75 và một lần cuối 4 lần, 3 4 lần thì nhiều khi nó mới ra tài năng đặc biệt được. Thế nên mà để đầu tư 20 món cam mà tới 12 món có talent như thế này phải thực sự rất là khủng khiếp anh em ạ. Ở cái kiếm kỵ mình thấy còn một phát đó là lên nổ tài năng đặc biệt nè. Nạp ghê quá, 50% nữa nè. Trời ơi, toàn chơi tinh luyện thôi. 50% nữa nè. Đúng kiểu boss bự luôn đấy anh em ạ. À, dã man thật. Ồ, trời, mạnh quá trời luôn. 28 tượng cam. 365 ngày thì chắc là mới xong một mùa chinh phạt đầu tiên đúng không anh em? Ồ, đang ghép cặp. Ở đây đang ghép cặp 4 ngày rồi. Nếu như này mà anh em nào muốn về chơi ở Kingdom này thì anh em phải chờ mùa sau nhé. Anh em mùa sau nếu anh em liên hệ muốn về chơi. Chứ bây giờ là đang ghép cặp mất rồi. 365 ngày chơi game thì sẽ mát được bao nhiêu tướng cam đối với cái tài khoản nè. Thực sự rất là khủng khiếp như thế này nha anh em. Mình nghĩ tướng K3 chắc mát gần hết rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 con tướng cam. Nó tương đương với số năm là anh em phải chơi từ 2 năm đến 3 năm mới có thể là mát được chừng này tướng cam. Trong đó người ta mới chơi 1 năm mát 12 con tướng cam.
Trong đó mắt con Mina với con Haniba là anh em thấy uy tín rồi đúng không anh em? CM mát luôn này. Nè kinh thật. 420 tự lẻ 2 CM. Lất nè. Gì nè. 959 chồng. Mát cả RC. Không sao, đối với anh em mình mát RC thì sai lầm, chứ đối với bot mà nạp từng này thì mát RC mình nghĩ chắc cũng chả sao đâu anh em ạ. Tiếc cái là không kéo man nha. Uổng. Vì rồi cũng bỏ thôi chứ đâu làm gì đâu. Ở đây mình thấy mát cả thêm một con Sago nè. Ôi xe đình cũng mát luôn, con cũng mát luôn. Trời ơi. Cắt quá Vũ Wessi. Mới đánh mùa chinh phạt đầu tiên. Hai con chinh phạt, ba con chinh phạt, ba con tướng chinh phạt anh em ạ. Mà trong khi đó thì tướng K2 dường như là mát gần hết. Một số con cung là chưa thôi. Quá kinh dị. 1 2 3 Đây mình thấy còn 2 3 bộ gear. 3 đạo. Rồi anh em mình xem bên ngoài xem thử là đánh hồn phim những đạo nào nhé. Một đạo thứ nhất là Vũ Wallet. Rồi vũ trang full cam. Phòng thủ bộ binh 7 chấm. Sức mạnh bộ binh 6.7. Sát thương phản công 3%. Một cặp thứ hai là SC Melmet. Cũng bộ binh luôn. Đội hình chữ V. Tăng tấn công đội quân 3.5. Máu bộ tới 7.5 nè anh em. Cao chưa. Salae. Bodikaji. Bóp mà. Thế nên mà, nhưng mà bởi vì mới chơi anh em, mới chơi chơi xuyên nuôi cái ạc từ K1, K2, K3 lên trên phạt thì chắc chắn là ạc nó sẽ không bằng những cái bot, những người người ta chơi lâu rồi. Sago. Sago Taric. Taric gần mát rồi nè. 5552 rồi nè. 5 đạo như thế này. Sala chắc phải build lại rồi. Sala Willy. Còn không thì chắc bỏ Sala rồi. Ở đây mình thấy có hạng vũ Netki rồi nữa nè. Chắc chắn là ạc này chắc phải build một cặp Bowie là chuẩn rồi nè. Phải có một cặp Net Yuan nữa. Lên một cặp Net Yuan trước thay cho Sala E. Còn vào đâu vẫn đánh Sago với lại Taric. Vũ Wallet, SC Melmet. Net Yuan, Bowie Kaji là mình nghĩ ok đúng không anh em. Rồi anh em mình xem một chút về các gói nạp nè. Mình coi thử nè. Cấp vật liệu, tăng tốc nè. Tầm mạc này thì nạp nhiều rồi anh em. Ủa cái gói này cũng mua luôn á hả. Mình nghĩ chắc đâu cần phải mua hết đâu anh em. Mấy cái gói này dư nhiều mà ta. Đây. Đúng anh em. Mấy cái này thì mình thấy là dư quá trời mà. Đã quý nè. Rồi. Này nạp nhiều rồi. Ưu đãi đặc biệt hàng tháng. Trời ơi. Gói này gói tài nguyên mà. À không phải. Rương cam nè. Hai mươi lăm k game là rương vàng rồi anh em ạ. Rồi tầm này là biết nạp ác rồi đúng không anh em. Tầm này nhìn là biết nạp ác rồi. Trời ơi. Wow. Rồi đúng là vào ạc bot có khác đúng không anh em. Nhìn là cứ phải thấy là kiểu gì cũng phải đập một cái hai cái cho nó khí thế. Và ngày nay mình cũng vậy, cũng sẽ thử nhân phẩm đập một món thì xem như thế nào nha anh em. Đập đồ bot thì xem nó như thế nào. Ở đây thì chủ ạc có bảo mình là hai món, anh thích đập món nào cũng được. Giờ mình nghĩ là mình sẽ đập cái áo đi.
Bởi vì mình thấy có hai cái áo tím, một con Salah với một con Netki, thì chắc là gỡ một cái áo tím con Salah và lấy một cái áo cam. Áo cam sức mạnh bộ, sức mạnh kỵ như thế này đi. Ok. Hôm nay cũng là ngày chơi đập trứng hoặc là đập búa ở một số cái kingdom này. Rất là nhiều anh em đập đồ. Chính vậy là xác suất mà ra khó đúng không anh em? Hy vọng sẽ nổ tài năng đặc biệt. Go, go. Anh em nhấn ủng hộ cho mình xin một like, ủng hộ cho mình một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn anh em nhiều nhé. Lên sức mạnh kỵ bên 11%. Đúng ra thì nếu mà dựa theo tình hình kia thì anh em có thể đọc những món trước cũng được. Lên 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 lên. Rồi. Đi một sải rồi anh em ạ. À. Cái tật ngửa tay ngửa chân đi một sải rồi. Đây ở đây con Sala nó có cái áo tím này. Đúng ra thì đập cái mũ. Đó, có cái áo tím này, hai áo tím còn Netkey cũng có này. Rồi ok, như vậy là trong video ngày hôm nay thì mình cũng đã review cho anh em về một tài khoản cực kỳ ấn tượng ở Vương quốc 277 nha anh em. Một tài khoản hoàn toàn mới thôi nhưng mà đạt mốc VIP 18 với số ngày đăng nhập liên tục cực kỳ đẹp, đó là 365 ngày. Tướng mát cực kỳ nhiều và hầu như là mình thấy mát hầu như là gần hết tướng K2 rồi, trừ một số con ví dụ như Edward, Tommy, Khan các thứ là những con không mát thôi. Chứng tỏ là nạp cực kỳ nhiều đúng không anh em? Thêm một cái nữa, trang bị cũng cực kỳ là ấn tượng. Mình thấy có 20 món nhưng mà có tới mười mấy món có tài năng đặc biệt. Tuy nhiên mình cũng thử vận may với một món để xem như thế nào. Thì cái kết quả như anh em cũng thấy trong video rồi, tạch, cái đã tạch. Nhân tiện thì Vương quốc 277 cũng sẽ tuyển người, một số anh em có thể khả năng mà nạp bao up, full bao up thì anh em cũng có thể liên hệ về Vương quốc 277 để chơi mùa KVK sau nhé anh em. Mùa này thì đã chuẩn bị ghép cặp rồi, chính vậy là sẽ không bay về kịp nữa. Thế nên là anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ vào mùa sau để có thể bay, canh thời gian để bay về nó chính xác hơn. Ok, video đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp anh em ở những video lần sau nhé. Bye bye, xin chào anh em.